cái chức năng cái rò bò này nha. Hồ ninh rồi. Làm quen cái giao diện của nó nha. Đây. Lúc này là cũng như hô sinh kia thôi, chậm bước đầu. Lúc này điểm dừng trung tim dừng trên dưới. Này, mình chạy thử. Đây, nếu như điểm tim thử nha. Đèn sáng lên nè. Đừng, tụi kia sẽ dừng trên. À. Đây, này tắt mở, cắt chỉ nha. Dao nó nhảy. À. Rồi. Mở lên dao cho nhảy. Rồi, đây. Rồi, những cái tượng đây ha. Giờ mình nói về tốc độ nè. Độ các bạn có hai chương trình về tốc độ. Thứ nhất là số 1 và số 50, đúng không? Số 1 á chúng ta đè chữ B. Những chữ S, không? Đó, chúng ta thay đổi thông số của nó nè, thấy không? Đó, đó là tốc độ số 1 nha. Đó. Okay. Đây, đó, chúng ta thay đổi lại, này tăng này giảm, bên tên tăng, tăng dưới giảm ha. Rồi muốn vô được cái chương trình số 50 á, chúng ta phải tắt cái máy, đúng không? Tắt máy chúng ta vô chương trình số 50 chúng ta chỉnh nha. Đây. Nó này ở 30 chúng ta tăng lên 50. Đây, đây là tốc độ của nó ha. Giờ mình giảm xuống nha. Rồi mình giảm xuống 100. Đù, chạy thử nha. Đây. Tốc độ rất là chậm, đúng không? Rồi, máy đây. Để 100. À, tốc độ ngoài vẫn 2600 nhưng mà ở trong có 100 mình chạy nó cũng có nhanh được, đúng không? Nó 3600 luôn cũng vậy ha. Lên 50 chúng ta tăng lại. Rồi. Tăng như bạn tăng thì các bạn ha. Rồi, ok, đó là tốc độ nó tốc độ lại. Rồi giờ tiếp theo chúng ta cài chậm mũi đầu nha. Chậm mũi đầu thì chúng ta vô số cài số mũi chậm mũi đầu chứ, cài với cái tốc độ chậm mũi đầu. Ok. Tắt máy đi. Tôi làm một vài chương trình nha, cái bo này tới 130 mấy chương trình lận nha. Ok, 7 và 8 ha. À, số 7 là tốc độ của chậm mũi đầu, đúng không? Giờ tôi giảm xuống, rồi giảm xuống 100 nha. Tốc độ của chậm mũi đầu là cái đồng mềm á. Rồi lưu 7 8, số 8 là chúng ta cài số mũi chậm mũi đầu ha. Rồi cài 4 mũi ha. Ừ, rồi ok. Giờ để thử nha. Khi mà chúng ta cài cái mũi chậm mũi đầu xong, chúng ta nhấn cái nút này. Có nút này kích hoạt lên nó mới chạy chậm mũi đầu ha. Đây. 1 2 3 4. Rồi chạy nhanh. Đó. Ok. Đó, nói gì tốc độ chậm mũi đầu xong ha. Vô 48. Chạy tự động. Tắt máy đi. Đã hết. Rồi. Ngừng thời gian xong tự động chạy tiếp ha.
đó là chạy tự động rồi, tắt đi ha. Hết 47 là chúng ta chỉnh điểm dừng tụ kim đúng không, thì mấy cái này chúng ta cần chỉnh thôi nha. B 47 hết đó, nó đang là 5 phải không, thì tôi thay đổi thông số của nó nè, 5.5 nha. Hết ở đây đó, nó ngừng không có chú mạnh cùng dưới mà nó ngừng điểm dừng dưới giữa nè đó, đó nó cũng lên điểm dừng nha. Rồi đây hết. Bạn cho về 5 đi nha. Đây. Điểm dừng đủ kia. Đó, chúng ta cùng dưới, đánh tốt là mình lên. Ok. 47 và 40 bằng 57. 47 là điểm dừng đủ kim. Và 57 ha. 57. Đây. 80-90 vậy ha. Để thay đổi 200. Hết. Thay đổi thông số sai cho các bạn coi. Đây. Hết. Rồi vô không này ha. Rồi vô. Đó. Mà nó ngưng. Nó dừng đứng rồi. 57 á là tụ kim dừng dưới. 47 là mình chỉnh điểm dừng của cái tụ kim khi mà nó ngưng. Ok. 80-90 là được rồi. Rồi. Rồi 90 là ok. Giờ các bạn chỉnh cái gì á tôi hết nha. Còn 45 là gạch chỉ, máy tôi không có gạch chỉ thì tôi không nói ha. Rồi các bạn ví dụ hoàn chỉnh gì đó, bao lỗi gì đi tôi không biết ha. Giờ các bạn reset. Ok, tự chỉ bằng reset. Reset các bạn đè vô B. Tắt nguồn nè. Còn đi. Tắt nguồn, kết hợp mở máy đẹp với B. Đúng không? Nó lên 30, chúng ta nhấn hết. Rồi chúng ta nhấn này nè. Rồi nó sẽ reset. Đó, nổi là vàng đèn lên là xong. Thì vậy là nó đã reset hoàn thành. Chưa reset hoàn thành là tốc độ đổi những gì mình cài đó nó mất hết nha. Mình sẽ cài lại tốc độ chậm thôi. Ok. Đó, hết chậm từ đầu luôn rồi. Thì chức năng đơn giản như máy này to này đơn giản thôi. Còn các bạn có cần tài liệu á thì cứ nhắn vào mail của mình ha, mình sẽ gửi tài liệu cho các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Từ kép 96